đầu từ một chuyện tình đẹp khi chàng trai người Mỹ George Henry Kukema đang làm hướng dẫn viên cho một đoàn khách du lịch nước ngoài cùng đi khám phá văn hóa đất nước Việt Nam, thì bị say đắm bởi điệu múa, tiếng hát của nàng thiếu nữ người dân tộc Lạch K'ho mang cái tên thật đẹp Rolan Cơ Liêng. Vượt qua nhiều sóng gió và sự ngăn cản của gia đình vì bất đồng về dân tộc, văn hóa, đến nay họ đã là một gia đình nhỏ hạnh phúc và quyết định lập nghiệp tại mảnh đất Lạc Dương, Lâm Đồng, với ước mơ xây dựng một thương hiệu cà phê mang tên chính dân tộc mình, K'Ho Coffee. Thì cách đây 4 năm thì bọn tôi đã làm cái công việc thử nghiệm trước với cái mục đích là để đem lại cái giá trị về kinh tế trở về lại cái buôn làng này. Đến với buôn làng Bơn Nơ C dưới chân núi Langbiang, huyền thoại, chúng tôi được thiết đãi hương vị cà phê độc đáo tại căn nhà gỗ xinh xắn, được biết do chính anh George thiết kế, nằm giữa đồi cà phê Arabica. Đây là nơi dùng để tiếp đón những vị khách đến thưởng thức cà phê và tìm hiểu về những nét văn hóa độc đáo của người bản địa. Cái khó khăn trước mắt của mình đó là để tìm kiếm một cái nguồn thị trường đúng cho cái sản phẩm cà phê tốt và cà phê sạch. Bởi vì mục đích chính của mình ở đây là làm cà phê sạch, cà phê có một cái chất lượng tốt để khẳng định được vị trí của bà con nông dân cũng như là vị trí về cà phê của bà con ở Lạc Dương. Nó sẽ có thể đứng vững cũng như là có thể cạnh tranh so với cà phê của trong nước cũng như là cả quốc tế. Theo chia sẻ của chị Rolan, cà phê ở đây đều được làm thủ công. Sau 3 năm đúc kết kinh nghiệm và học hỏi công nghệ sản xuất cà phê của bạn bè khắp thế giới, đến nay, anh chị đã có thương hiệu K'Ho Coffee, thân thiện với môi trường bằng việc tự sản xuất phân hữu cơ từ vỏ cà phê, phân chuồng, trấu, cỏ lạc để chăm sóc vườn cà phê Arabica, và công đoạn phơi quả cà phê đều trên giàn cao 80 cm để đảm bảo tránh ẩm và sự tiếp xúc của động vật, nhằm bảo vệ vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm K'Ho Coffee.